Vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn trở lại với lại kênh Shop Bạc của mình. Ngày hôm nay thì shop lên một cái mẫu dây mà phải nói là được rất là nhiều anh em mình yêu thích, bởi vì đây là cái sản phẩm bạc đẹp, làm được bạc đẹp mọi người nhé. Và đặc biệt là cái mẫu dây này nó rất là phù hợp với lại mọi lứa tuổi luôn đấy, từ trẻ em mọi người nhé, đấy trẻ em rồi người trẻ trung tuổi và cao tuổi mình vẫn có thể đeo được mẫu này đấy. Hiện tại mẫu này là mình cũng làm cho bố mình, là năm nay cũng là ông 73 74 rồi, ông đeo mẫu này 3 cây đó. Thì đây là một cái sản phẩm mà mình bán khá là nhiều đấy, và đặc biệt là cái dòng dây tầm độ 3 4 cây như thế này. Đây là một cái mẫu dây mình làm, đây là 4 cây mọi người nhé, một cái đơn hàng của một em khách ở Bắc Ninh đó, em đặt cái dây này 4 cây. Nếu như bạn nào mình thích đeo cái tầm vừa to vừa thì các bạn đặt tầm 4 cây như thế này đấy. 4 cây thì nó sẽ có cái kích thước mắt là tầm độ 1 1 1 phân rưỡi và chiều ngang là tầm 1 phân mọi người nhé. Đấy, mình nói với lại cái kích thước như vậy để các bạn dễ hình dung. Thế thì đây là một cái mẫu dây dành cho những bạn mình yêu thích cái sản phẩm bạc ta, hàng đẹp, và thích những cái mẫu mà nó vừa khỏe nhé, đấy vừa khỏe vừa đơn giản đấy, và đặc biệt là mình rất là mình dễ vệ sinh sau này nữa. Thì các bạn tham khảo cái dòng dây xích này đấy. Đây là một cái mẫu dây mình nhận làm từ 1 cây trở lên đấy, và cũng không có khống chế trọng lượng mọi người nhé. Các bạn có thể đặt theo cái trọng lượng mình tùy thích, miễn là các bạn đặt từ 1 cây trở lên đó. Thì đây là cái dòng dây mà mình bán thường xuyên và liên tục, khách hàng đặt rất là nhiều. Và đặc biệt là với cái dòng dây này thì các bạn có thể làm cái khóa móc như thế này, cái khóa ép như thế này đấy, thì nó rất là khỏe khoắn. Và cái sản phẩm này nhé thì các bạn yên tâm là nó sẽ rất là sạch luôn, các bạn đeo thì nó sẽ không có nhiều bụi bẩn đấy, bởi vì cái mẫu dây này nó khá là trơn tru và nó chỉ là những cái mắt xích nối với nhau như thế này thôi. Đây là cái dòng dây xích mà mình mài vắt cạnh mọi người nhé. Đấy, còn nếu như bạn nào mình cũng thích cái dòng dây xích như này mà các bạn muốn để nguyên bản cái mắt này nó tròn đấy, nó tròn hết chứ nó không có cái vắt cạnh như thế này, là mình cũng sẽ làm theo cái yêu cầu của các bạn được. Bởi vì nhu cầu của mọi người nó rất là khác nhau. Có những bạn thì mình thích cái kiểu vắt như thế này, nhưng mà cũng có những bạn thì mình muốn là cái mắt để tròn đấy, và cái kiểu nào mình cũng thấy đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, cái này thì nó tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Còn nếu như mà vắt cạnh thì cũng đẹp, mà các bạn để tròn thì nó cũng có cái đẹp riêng của nó đó. Thì ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn cái mẫu dây 4 cây này nhé. Đấy, 4 cây thì nó có cái độ to của cái mắt này là chiều dài 1 phân rưỡi và chiều ngang tầm 1 phân đấy. Mình nói kích thước như vậy để các bạn dễ hình dung nhé, dễ hình dung được cái độ to của dây mà các bạn muốn đặt. Thế thì bên mình là mình chuyên làm hàng đặt mọi người nhé. Đấy, hầu hết là mình làm hàng đặt. Đấy, hàng đặt thì mình cũng thường nói với các bạn là nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là cái sản phẩm được làm rất là cẩn thận đấy, và người ta có thể làm được theo cái độ dài đấy, thậm chí là trọng lượng mà các bạn yêu cầu. Và một cái ưu điểm rất là quan trọng là tức là cái sản phẩm hàng đặt thì bao giờ là cái chất lượng là các bạn cũng yên tâm đấy. Mình khẳng định với các bạn luôn, nếu như các bạn đặt ở bên nhà mình mà đặt cái sản phẩm hàng đặt thì mình sẽ cam kết với các bạn là các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng bạc mọi người nhé. Đặc biệt là mình có nhận ship toàn quốc đấy, các bạn ở đâu ở xa mà các bạn muốn đặt hàng và thích những cái sản phẩm bên mình thì các bạn cứ đặt hàng nhé. Đó, và làm xong là mình sẽ chụp ảnh này, mình cân trọng lượng cho các bạn xem đàng hoàng, đó rất là uy tín và rõ ràng, cho nên là các bạn không lo. Thế thì mình rất là cảm ơn các bạn nhé đã theo dõi video này. Nếu như bạn nào mình yêu thích cái kênh của mình nhé, thích tham khảo những cái sản phẩm mới thì các bạn hãy đăng ký kênh đấy để đón xem rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm tới đây mình quay cho các bạn xem. Thế thì một lần nữa là cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều.